Ngọc Trúc rất vui là được đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình Sống Trẻ. Sống Trẻ được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy cùng tập luyện thể dục thể thao để có một sức khỏe thật dồi dào và tinh thần thật sảng khoái quý vị nhé. Kendo hay còn gọi là kiếm đạo là môn thể thao võ thuật có nguồn gốc từ môn kiếm thuật cổ truyền Nhật Bản, ra đời vào khoảng thế kỷ 19 nhằm tập luyện cho các chiến binh. Kiếm đạo được xem là một môn thể thao bởi nó giúp người chơi rèn luyện thể lực, tinh thần, phát triển tính cách văn hóa, trau dồi nghị lực. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý khán giả cùng Ngọc Trúc khám phá những nét đẹp của môn thể thao võ thuật này nhé. Chương trình do Ban Thể thao Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và hãng phim Cửu Long phối hợp thực hiện. Ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng Ngọc Trúc khởi động ngày mới với chương trình Sống Trẻ. Thưa quý khán giả, cứ vào mỗi buổi tối 3 năm 7 hàng tuần, một góc nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao trường Lê Hồng Phong quận 5 lại vang lên tiếng hô vọng và tiếng kiếm gỗ va vào nhau chang chát của các học viên câu lạc bộ kiếm hữu. Đó chính là âm thanh đặc trưng của kiếm đạo, một môn võ thuật đánh kiếm hiện đại của Nhật Bản có tên gọi là Kendo. Cũng như bao câu lạc bộ không chuyên khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ kiếm hữu được thành lập với mục đích là nơi tập luyện và giao lưu cho những bạn bè có hứng thú với bộ môn kiếm đạo và cũng là để phát triển bộ môn kiếm đạo ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Ra đời từ cuối năm 2011, câu lạc bộ kiếm hữu quy tụ nhiều học viên thuộc nhiều lứa tuổi, công việc khác nhau như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng v.v. và cả những vị khách nước ngoài. Cùng với câu lạc bộ kiếm hữu, nhiều câu lạc bộ phong trào dành riêng cho bộ môn kiếm đạo cũng được hình thành, tạo nên một bản sắc riêng của văn hóa Nhật tại Việt Nam. Đây có thể xem như là bước nền để phát triển bộ môn này tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái đạo trong Kendo đó là luôn luôn bước tới. Ngay cả khi bạn bước lui, giống như là chỉ là vấn đề để dẫn dụ cho người ta vào để bạn tấn công, thì nó rèn cho bạn một cái tinh thần đó. Bạn không bao giờ bạn nghĩ là bạn sẽ thất bại, mà bạn phải luôn luôn tìm đường tiến tới. Việc đầu tiên á, thì như thấy là sẽ rất là khỏe. Bởi vì di chuyển nhiều, vung tay nhiều, chạy nhảy đánh đấm nhiều thì sẽ còn giúp cho mình có thể tập trung cao độ. Tập luyện kiếm đạo khá ồn ào khi so sánh với các môn võ hay các môn thể thao khác, bởi các kiếm sĩ thường sử dụng tiếng thét để biểu lộ tinh thần thi đấu và đe dọa đối phương. Đồng thời, các kiếm sĩ cũng sử dụng các bước dậm chân để tăng thêm sức mạnh của đòn đánh. Cũng giống như các môn võ thuật khác của Nhật Bản, các kiếm sĩ tập luyện và thi đấu với chân không. Vì vậy, kiếm đạo được tập luyện lý tưởng nhất là ở trong các võ đường hoặc nhà thi đấu lớn với sàn gỗ sạch và có độ đàn hồi tốt cho động tác dậm chân, gọi là Fumikomi Ashi. Khán giả thân mến, kiếm đạo là một trong những môn võ thuật tinh hoa của người Nhật Bản. Đấu kiếm không chỉ rèn cho người tập một tinh thần dũng mãnh mà còn giúp các kiếm sĩ vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân để chiến thắng chính mình và đối phương. Chính vì lẽ đó, môi trường tập luyện kiếm đạo phù hợp với tất cả mọi người và với từng đối tượng khác nhau, kiếm đạo lại thể hiện các lợi ích khác nhau. Đối với trẻ em, tập luyện kiếm đạo giúp rèn luyện cho các em những đức tính đặc sản của người Nhật như kỷ luật, tập trung, tự tin, tự trọng và sự tôn trọng. Thêm vào đó, giống như những môn thể thao khác, kiếm đạo giúp các em tăng cường sức khỏe và các kỹ năng cơ thể như là sự cân bằng. Các bài tập giúp các em ăn uống tốt hơn và ngủ ngon hơn. Bên cạnh xây dựng tính cách và các lợi ích sức khỏe, kiếm đạo giúp các em nhận biết những tình huống không an toàn và làm cách nào để ứng phó với những tình huống đó một cách an toàn. Đối với phái nữ, tập luyện kiếm đạo đều đặn giúp các bạn có được một thân hình thon gọn và cân đối. Kiếm đạo tập trung phát triển khả năng thăng bằng và tốc độ khi các bài tập bổ trợ rất nhiều cho lưng, cơ bụng và cơ chân mà không làm chân, tay to ra nhiều. Khi tập luyện kiếm đạo, các võ sinh không va chạm cơ thể như những môn võ khác như judo. Tập luyện kiếm đạo, các bạn không chỉ có thể tự vệ mà còn hiểu thêm rất nhiều về văn hóa của đất nước mặt trời mọc. Đối với những người đi làm, những người phải ngồi nhiều giờ hàng ngày, tập luyện kiếm đạo giúp bạn cải thiện rất nhiều về sức mạnh và sự dẻo dai của lưng, cơ bụng và đôi chân. Tập luyện kiếm đạo những vùng này sẽ giảm rất nhiều các vấn đề về sức khỏe. Kiếm đạo cũng rất có ích cho sự tập trung và những nguyên tắc khi tập luyện.
các bạn có thể sử dụng trong công việc cũng như những tình huống hàng ngày. Thưa quý khán giả, khuyến khích và thúc đẩy sinh viên đến với phong trào thể dục thể thao luôn là mục tiêu mà các trường đại học, cao đẳng quan tâm. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng có đủ điều kiện để sinh viên có thể tự lựa chọn môn thể thao mình yêu thích. Một môi trường năng động và đoàn kết chính là yếu tố cần thiết để tạo sự hứng thú cho các sinh viên tham gia vào các câu lạc bộ thể dục thể thao. Một trong những môi trường tạo điều kiện tốt cho sinh viên tham gia các môn thể thao mà mình yêu thích để rèn luyện sức khỏe, đó chính là Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Năm 2011, Kiếm đạo RMIT chỉ là một bộ phận của câu lạc bộ Aikido do thầy Kanesaki Keisuke trực tiếp hướng dẫn. Đầu năm 2014, câu lạc bộ kiếm đạo đã chính thức ra đời và tập luyện riêng biệt với khoảng 20 đến 25 thành viên tham gia thường xuyên. Khi mà em tập cái bộ môn kiếm đạo này thì em thấy rằng em nhận được cái sự tĩnh tâm, cùng lúc đó là em nhận được cái sự kiên định trong tâm trí của mình, là em sẽ tập trung làm một chuyện đó, em không có suy nghĩ tới những chuyện khác. Kiếm đạo là môn thể thao rất phù hợp cho các bạn sinh viên yêu thích đất nước, xứ sở hoa anh đào và muốn rèn luyện sức khỏe cũng như về tinh thần sau thời gian học tập trên giảng đường. Việc tập luyện kiếm đạo sẽ giúp các bạn sinh viên giải tỏa đi những căng thẳng, mệt nhọc thông qua những tiếng hô khi tập luyện và tiếp thêm sức mạnh cho các bạn phấn đấu hoàn thành mục tiêu. Điều quan trọng nhất khi học kiếm đạo đó chính là thả lỏng toàn thân, tập trung lắng nghe và thực hiện các động tác theo sự chỉ dẫn của huấn luyện viên. Kiếm đạo không phải để đánh cho người ta đau hay đâm người ta, mà luyện tập nó sẽ giúp hình thành nhân cách con người. Học kiếm đạo phải học bằng chính cái tâm thì mới có thể hoàn thiện được nhân cách. Tập luyện kiếm đạo phải bằng chính cái tâm của mình thì mới có thể có được những đường kiếm ngay thẳng, chính xác. Đồng thời, để có thể tập luyện tốt kiếm đạo thì kiên nhẫn là một trong những đức tính quan trọng nhất mà người tham gia cần phải có. Có như vậy thì mới có thể tập luyện thành công và cảm nhận được hết những giá trị giáo dục tốt đẹp của môn thể thao này. Đức tính đầu tiên mình cần có đó là sự kiên nhẫn. Thì tại vì kiếm đạo cũng giống như những môn thể thao khác hay là những môn võ thuật khác, thì ở kiếm đạo đòi hỏi cái sự quyết tâm và cái sự kiên nhẫn để đi theo những cái hành động, những cái động tác và kể cả những cái cách ứng xử trong cái môn kiếm đạo. Quý khán giả thân mến, kiếm đạo được xem là môn thể thao truyền thống, mang đậm dấu ấn lịch sử và chứa đựng nhiều tinh hoa văn hóa của người Nhật Bản. Chính vì thế, môn thể thao này đã và đang được nhiều người đón nhận trên thế giới, đặc biệt là những bạn trẻ. Đây là môn thể thao giúp rèn sức khỏe cũng như những đức tính cần thiết cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai thanh kiếm gỗ chạm vào nhau chan chát, những đường chém dứt khoát, linh hoạt cùng tiếng thét dũng mãnh của những người cầm kiếm chính là đặc trưng riêng biệt của bộ môn kiếm đạo hay còn gọi là Kendo. Kendo là môn võ thuật đánh kiếm hiện đại của Nhật Bản. Trong đó, Ken tức là kiếm, Do là đạo. Nói cách khác, Kendo chính là đạo dùng kiếm. Kiếm đạo có nguồn gốc từ kiếm thuật với thanh kiếm được mô phỏng từ vũ khí của những kỵ binh trong các cuộc chiến tranh. Đến cuối thế kỷ thứ 13, bộ môn này được sử dụng phổ biến trong suốt giai đoạn đầu của thời đại các samurai. Vì thế, đây là bộ môn gắn liền với hình tượng samurai của Nhật Bản. Khác với kiếm thuật trước đây, vốn có nhiều đòn thế sát thủ, kiếm đạo ngày nay được tinh giản hóa rất nhiều để phù hợp với thời đại. Cũng vẫn sử dụng thanh kiếm làm vũ khí, cũng vẫn là tiếng thét dũng mãnh để trấn áp đối phương. Kiếm đạo lúc này, ngoài các giá trị võ thuật ra, còn có sự kết hợp của cả yếu tố thể thao. Nghĩa là bộ môn này vừa thích hợp cho những ai yêu thích luyện võ và cũng vừa thích hợp cho những người yêu thích thể thao. Nó là cái môn thể thao rất là tốt. Nó phát triển với cái mặt thể lực và cái tinh thần cho người luyện tập rất là tốt. Số lượng các bạn trẻ với lại những người mà lớn tuổi như tôi chẳng hạn thì rất là nhiều người có gửi email lại câu lạc bộ tôi và chia sẻ là rất là muốn tham gia luyện tập để được hưởng lợi ích từ cái việc mà vận động cho cái bộ môn này, trong cái bộ môn này. Kể từ khi du nhập vào nước ta, kiếm đạo đã làm phong phú thêm các hoạt động cho thể thao Việt Nam và hiện nay đã có hơn 10 câu lạc bộ kiếm đạo ra đời tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, người tập kiếm đạo phần lớn là giới trẻ. Đến với kiếm đạo, các bạn được tập luyện các thế đánh cơ bản, chủ yếu là những đòn đánh và các chỗ hiểm như đỉnh đầu, hông, cổ tay, thái dương. Nhưng quan trọng hơn hết, người tập được nuôi rèn đức tính kiên nhẫn, khả năng tập trung cao độ, sự linh hoạt trong tư duy và cách quan sát hiện trường. Trong đó, yếu tố cương nhu kết hợp và yếu tố thiền cũng được thể hiện trong kiếm đạo. Nhờ đó, kỹ năng sống của người tập cũng được cải thiện đáng kể, làm vơi đi những áp lực trong công việc và cuộc sống đời thường. Tính kiên nhẫn được thể hiện qua trong bộ môn Kendo là lúc mà mình thi đấu. Mình phải tập trung xem xét coi đối thủ có phản xạ gì không. Nếu mà đối thủ mà có phản ứng gì đó thì mình sẽ lập tức tìm cơ hội, sơ hở của đối thủ và mình tấn công. Nếu mà mình muốn để lộ sơ hở cho đối thủ tấn công thì mình sẽ để lộ sơ hở, xong rồi đó mình sẽ lợi dụng cái đó mình tấn công lại đối thủ. Đây là một cái môn rất là, nói chung nó rất là hay. Nó luyện cho mình vừa cái thể lực, vừa cái tinh thần rất là tốt. Đó, vừa là mang một tính chất là thể thao, vừa là mang một tính chất là cận chiến. Khi mình đánh trong Kendo, mình sử dụng một cái thanh kiếm là kiếm tre. Thì cái thanh kiếm này nếu mà mình ở ngoài mình gặp nguy hiểm thì mình vẫn có thể sử dụng một cái thanh gỗ nào đó để mình để tự vệ. Là một môn đánh kiếm mang tính đối kháng rõ nét, dù được tinh giản hóa so với trước đây nhưng vẫn còn một vài võ đường còn giữ lại lối đánh truyền thống của kiếm thuật với nhiều loại binh khí khác nhau. Các chiêu thức trong kiếm thuật giúp người học có thể tự vệ một cách hiệu quả nhất trong bất cứ tình huống nào. Thêm vào đó, kiếm thuật và kiếm đạo đều giúp người tập phát triển tinh thần một cách toàn diện dựa trên những giá trị truyền thống cao đẹp vốn có. Kiếm thuật là đi trước và kiếm đạo thì đã được phát triển sau. Nói chung là kiếm đạo là, ví dụ là Kendo, hiện tại là một thể thao. Nhưng mà kiếm thuật thì mình không thi đấu. Những người mà là yếu, ví dụ cơ thể là yếu hay là tinh thần là yếu, ở đây thì được rèn luyện và sẽ trở thành mạnh hơn, khỏe hơn và more controlled. Và những người ở đây mà mạnh và khỏe và cơ thể thì là bư, ở đây thì sẽ trở nên khiêm tốn hơn. Tôi đến với kiếm thuật Katori khi theo một người bạn đến với lớp học kiếm. Tại đây, tôi bị cuốn hút bởi nhiệt huyết và tinh thần tập luyện rất thoải mái của mọi người, nên đã quyết định theo học. Từ khi học kiếm thuật, sức khỏe của tôi có sự thay đổi rõ rệt. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, thoải mái hơn trong cuộc sống đời thường. Và dù không thể áp dụng hết tất cả những kỹ thuật đã học, nhưng cũng có thể tự vệ cho chính mình. I feel that it has completely changed my life for the better. Đó là một quyết định đúng đắn của tôi khi tham gia Katori. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Sức khỏe của tôi cũng được cải thiện và hơn hết là tôi đã giảm được cân nặng và quen biết các bạn đồng môn tuyệt vời. Đối với tôi, việc tập luyện kiếm đạo giúp tôi bình tĩnh hơn và thành công hơn trong cuộc sống của mình. Tu dưỡng tâm tính, hướng con người đến với sự hoàn thiện, sự đồng nhất và tính quyết đoán chính là cái đạo chứa đựng trong bộ môn này. Đối với những ai đã tập kiếm đạo từ lâu sẽ nhận ra rằng đây không chỉ đơn thuần là bộ môn dùng kiếm để tấn công đối thủ, mà còn là một quá trình rèn luyện thể chất lẫn tinh thần và đạo đức lâu dài. Quá trình ấy cũng là quá trình tự tìm hiểu bản thân, tìm ra cái đẹp và khắc phục cái xấu nhằm hoàn thiện bản thân để từng đường kiếm trong họ không trở nên vô nghĩa. Em đã cai nghiện thành công cái iPad cho thằng con trai em rồi. Ui, hay vậy? Cũng nhờ chị mất nước hết đó. Chúc mừng em nha. Nhưng mà chị ơi, em còn khổ dữ lắm. Gì nữa đây? Thì cũng tại ông chồng em đó. Cứ hễ ổng về nhà đó là ổng ôm khư khư cái con người tình mặt vuông của ổng. Trời ơi, rồi thâu đêm suốt sáng với nó. Em nói hoài, ổng không có chịu nghe. Bây giờ hạnh phúc gia đình sắp tan vỡ rồi đó chị. Trời ơi, sao em hiền dữ vậy? Em nghĩ sao mà em cho thằng chồng nó ôm con bồ mặt vuông về nhà? Chị, không phải. Cái con mặt vuông á là cái màn hình máy tính đó chị. Rồi làm hết hồn tưởng sắp được đánh ghen. Bà này, ổng á là ổng nghiện game online. Suốt ngày ha là cứ võ lâm thất kiếm. Rồi hay nào là trưởng lão cái bang. Tới giờ ăn cơm hả, em kêu ổng xuống ăn cơm, cái ổng nói là ổng còn mãi chém một nhân. Mà một nhân là cái gì thì có trời mới biết được. Trời ơi. Bởi vậy á, chồng em cái gì cũng tốt hết,
Chỉ tệ một cái là nghiện đấu kiếm đó chị. Đấu kiếm hả? Ừ. Ui. Chị ơi, làm cách nào để mà tách rời ổng khỏi cái con mặt vuông đó là em mừng lắm đó chị. À chà, cái này hơi mệt rồi nghe. Ui, nhưng mà chị nhớ ra rồi. Chị thấy rằng nó nghiện đấu kiếm phải không? Bây giờ em mua kiếm về cho nó chơi luôn. Gì kỳ vậy chị? Có gì đâu, cái đó là gọi mấy đứa cháu chị đâu gọi là học cái môn kiếm đạo á. Cái môn này hay lắm mà nghe. Mà chị ơi, chồng em á là thích mấy cái môn mà có cảm giác mạnh á. Phải có hai phe đối đầu, rồi phải la ó in ỏi nữa. Đúng rồi, cái môn kiếm đạo này là vậy đó. Phải hét lớn khi xuất chiêu. Mà chiêu thức nó là ngon lành lắm nha. Khi nào á, nó có cái chiêu gọi là nhất chiêu tất sát á. Coi như là nó nhắm đúng cái chỗ hiểm là nó chơi luôn một phát à. Là một phát là knock out liền luôn á. Chị ơi, như vậy có nguy hiểm quá không? Trời ơi, nó có đồ bảo hộ đặc biệt lắm, nó bọc từ trên dưới nè. Mà cái kiếm á đâu phải kiếm thiệt đâu mà sợ. Ủa, vậy chứ kiếm bằng gì? Nó bằng tre thôi, mà dài nè, đó mà cầm hai tay nè, đó vậy đó. Chị nha, sao chị rành môn này dữ vậy? Mấy đứa nhỏ nhà chị nó học. Nó học rồi chị nó khi đấu á, chị mới đi theo cổ vũ tụi nó. Cho nó học môn này ha, là bảo đảm nó thoát khỏi thế giới ảo. Nó trở về với thực tại liền cho em coi. Nhưng mà chị ơi, cái khó là làm sao mà lôi ổng đi liền á. Chứ mà cái con mặt vuông nó dữ dằn lắm. Thì bởi vậy mình phải tìm mọi cách bằng cách là bây giờ, vậy đó em nghe. Bây giờ nó đang mê cái kiếm ảo. Mà bây giờ em làm dữ quá là không được đâu, phản tác dụng liền. Chỉ bằng là bây giờ em phải biết một chút gì về cái môn này. Rồi em mới dùng cái lời của mụi kiếm sĩ, bắt đầu em mới khuyên nhủ nó mới có hiệu quả. Em thử nghĩ đúng không bây giờ hả? Một cái người chiến binh thực thụ ha, mình phải dùng cái tinh thần của người chiến binh mình khuyên nhủ, đúng không? Đúng rồi đó chị, chính xác vậy luôn. Ừ. Em rất là tin chị. Em sẽ làm theo kế hoạch này. Chị đúng là cố vấn tuyệt vời của em. Ừ, nhớ nha, cái gì kêu chị. Nhất thì đi đánh ghen, kêu chị nghe. Bà này. Quay ngược về quá khứ, Tenzin Soden, Katori Shinto Ryu là một trong ba tông phái khởi thủy của võ thuật Nhật Bản, trong đó có bộ môn Kendo. Trong chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm ngày hôm nay, chương trình Sống Trẻ sẽ giới thiệu đến quý khán giả cái nhìn khái quát về bộ môn võ được xem là nguồn gốc của Kendo. Hơn nữa, Kendo ngày nay có khá nhiều nét tương đồng về chiêu thức chiến đấu với tổ tiên mình là Katori. Dù trải qua hơn 550 năm lịch sử, Katori chỉ mới du nhập vào Việt Nam bởi thầy môn Tokhot, một người Hà Lan đã sống tại Việt Nam từ năm 2000. Môn Tokhot đã bắt đầu tìm kiếm những môn sinh tiềm năng. Đây hoàn toàn là một việc khó khăn bởi Katori hầu như không được biết đến ở Việt Nam. Hầu hết tất cả các môn sinh ban đầu của Katori Việt Nam đều duy trì việc tập luyện tại võ đường Liên Phong thuộc quyền sở hữu của ngôi sao phim hành động Johnny Trí Nguyễn. Bây giờ thì tôi xin biểu diễn, giải thích cách tấn công của Katori Shinto. Những người ngoài võ đường mà từ bên ngoài nhìn vào thì chúng tôi sẽ hỏi là tại sao, chúng tôi có thắc mắc là tại sao mình không cắt vào cơ thể của đối phương, tại sao mình chỉ cắt cái thành gỗ của đối phương. Ví dụ đây, rất là người ngoài võ đường chúng tôi hỏi là tại sao mình cắt cái kiếm mà thì không có ích mà. Cái lý do là trong võ đường Katori Shinto Ryu, chúng tôi đang giấu các kỹ thuật, cái cách áp dụng của kỹ thuật. Nếu người ngoài võ đường biết là chúng ta cắt chỗ nào thì người ta có thể chuẩn bị để tấn công lại. Đó là lý do chúng tôi không bao giờ chia sẻ chúng tôi đang cắt chỗ nào. Tốt. Thế là đây.
an toàn của công ty cấp là từ cấp cổ của đối thủ. Trong các review các bài kata ta có hai đôi phường, nếu đôi phường dưới trên mình tấn công mình thì chết, nếu tôi tấn công lại chết. Nhưng mà người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được, vì chúng tôi chỉ đánh vào cái kiếm của đối phương để giấu các kỹ thuật. Trong Kendo, Katori hay nói rộng hơn là các môn võ thuật Nhật Bản, hình tượng Samurai là hình ảnh tiêu biểu, đáng tự hào của các môn sinh. Ngày nay, một trong những biểu tượng tiêu biểu của Kendo cũng như các môn võ Nhật Bản khác chính là chiếc áo giáp Samurai. Nhưng bộ áo giáp này luôn có những bí mật mà không phải ai cũng biết. Được khoác lên người chiếc áo giáp Samurai huyền thoại là ước mơ của rất nhiều môn sinh Việt Nam. Okay, bây giờ thì tôi xin giới thích sơ lược về áo giáp truyền thống của Nhật, của Samurai. Cái áo giáp đó được chế tạo bằng sắt. Và bằng vải. Và nói chung là cái áo giáp đó thì ngày xưa thì người ta mặc vào để bảo vệ cơ thể. Thì ví dụ nếu mình có một cái kiếm, hành kiếm như thế này, mà tôi muốn chém thì kiếm này sẽ không chém qua cái sắt này được. Thì đã có lớp đó như một con cá. Thì cái kiếm đó sẽ không đi qua cái phân bằng sắt được. Những điều mà được bảo vệ là chân. Đây. Để chú ý. Đây. Nhất là cái trái tim. Cái trái tim ở đây. Nói chung là cái áo giáp thì có một số khuyết điểm. Một là cái áo giáp là rất là nặng, 25-30 kg. Và bây giờ thì áo giáp này thì rất là khô, nhưng mà nếu trời mưa thì vải cũng sẽ hút mưa hay là mồ hôi. Đó thì áo giáp sẽ nữa là 5 kg sau khi, tức là 30-35 kg. Giống như những môn thể thao khác, võ Nhật tiêu biểu là Kendo và Katori, giúp người luyện tập tăng cường sức khỏe và các kỹ năng cơ thể như là sự cân bằng. Các bài tập giúp ăn uống tốt hơn và ngủ ngon hơn, góp phần xây dựng một tinh thần minh mẫn và một cơ thể cường tráng nơi người tập luyện. Khán giả thân mến, kiếm là để rèn luyện sức khỏe, đạo giúp tu dưỡng nhân cách, rèn luyện nhân cách con người thông qua đường kiếm là tư tưởng cao đẹp của bộ môn kiếm đạo. Những ai yêu thích đất nước Nhật Bản và muốn tìm hiểu những tính cách đặc trưng của con người Nhật Bản thì hãy cùng thử sức với môn thể thao giàu tính nhân văn này nhé. Ngay bây giờ, Ngọc Trúc sẽ giải đáp câu hỏi đố vui của chương trình tuần trước. Đáp án chính là trong chuyên mục Tình yêu cuộc sống có 5 câu lạc bộ xe đạp địa hình được nhắc đến. Xin chúc mừng 5 vị khán giả có lời giải chính xác và gửi về sớm nhất cho chúng tôi với 5 phần quà hấp dẫn, trong đó có một phiếu mua hàng nội thất trị giá 1 triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn Lợi Phát Home Furniture và 4 phần quà là vé vui chơi tại công viên văn hóa Đầm Sen trị giá 300.000 đồng dành cho 2 người. Với vé này, quý khán giả sẽ được vào cổng tham quan, xem nhiều chương trình hấp dẫn và tham gia các trò chơi bên trong công viên. Để sở hữu ngay những phần quà hấp dẫn của chương trình, quý khán giả hãy chú ý lắng nghe thật kỹ câu hỏi đố vui của tuần này. Câu lạc bộ Kiếm Hữu hiện đang hoạt động tại đâu? Hãy nhanh tay gửi thư về chương trình Sống Trẻ, hãng phim Cửu Long, số 134/42 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để là một trong 5 người nhận được phần quà hấp dẫn từ chương trình. Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tuần này đã hết. Mong rằng với 30 phút vừa qua đã mang đến cho quý vị thêm nhiều thông tin thú vị về hoạt động thể dục thể thao tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy luôn đồng hành với chúng tôi để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn bằng cách gửi thư đóng góp ý kiến thông qua 2 địa chỉ: Ban Thể thao, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hoặc hãng phim Cửu Long, số 134/42 Thành Thái, phường 12, quận 10, điện thoại 0838-623-428. Ngọc Trúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chuyên đề Bộ môn bắn cung.